Goji Goji chúc anh em xem phim vui vẻ. Tôi đập hết lũ sát sống dám cản đường. Nhìn sơ qua, tuy chỉ toàn là tinh thạch năng lượng cấp đồng, nhưng số lượng này thật sự có hơi đáng sợ. Xem ra quốc lực của Hàn thật sự yếu kém, chỉ tích trữ được mười mấy vạn viên tinh thạch năng lượng. Thôi đành miễn cưỡng thu lại vậy. Vung tay một cái, toàn bộ mười mấy vạn viên tinh thạch năng lượng đều được thu vào không gian thánh điện. Cùng lúc đó, tại đại bản danh quân đội Nhật Bản, Koshimi Yusiko đã trốn thoát khỏi tế đàn Hàn, quay trở về bộ chỉ huy. Ngài Nguyên lão đệ nhất, cuối cùng tôi đã sống sót trở về. Tiểu thư Yusiko, cô sao vậy? Vừa rồi tôi đã phát hiện ra tung tích ẩn nấp của giới chóp Bu Hàn. Vì vậy tôi đã cùng ngài găng ban đầu Wei-san dựa theo manh mối, tìm thấy bọn họ ở dưới lòng đất tế đàn Hàn. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là Bắc Trung Nam, Nguyên lão đệ nhất của Hàn lại không hề chết. Người chúng ta diệt trước đó chỉ là một kẻ thế thân phẫu thuật thẩm mỹ của hắn ta. Ngay khi tôi và ngài găng ban đầu Wei chuẩn bị bắt giữ Bắc Trung Nam, bỗng nhiên từ dưới lòng đất tế đàn xuất hiện một con quái vật đáng sợ, thực lực khó lường. Ngài găng ban đầu Wei vì bảo vệ tôi đã một mình cản con quái vật đó lại, tôi mới có thể trốn thoát từ dưới tế đàn về đây. Tôi thật sự rất sợ hãi. Thật không ngờ găng ban đầu Wei quân lại cao thượng đến vậy. Anh dũng hy sinh để cứu tiểu thư Yusiko, ta xin ban tặng quân lễ. Chi phong găng ban đầu Wei quân là anh hùng đẳng cấp của đất nước. Nói một tràng dài, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tiến vào tế đàn Hàn hay giải cứu găng ban đầu Wei. Vừa rồi con trai riêng của ta, găng ban đầu Mân Tông Môn, đang dốc toàn lực tìm kiếm. Giờ thì, trợ thủ đắc lực nhất của ta, găng ban đầu Wei cũng đã hy sinh rồi. Một ngày mà mất đi hai viên đại tướng, thật khiến trái tim ta đau đớn. Đột nhiên một tên lính Nhật chạy sộc vào, báo cáo đội trưởng găng ban đã trở về, còn bắt sống được 5 tên cao cấp Hàn, trong đó có cả nguyên lão đệ nhất Bắc Trung Nam. Cái gì? Đội trưởng găng ban còn sống, còn bắt được cả nguyên lão đệ nhất Hàn? Trời đất quỷ thần ơi, tôi áp giải Bắc Trung Nam cùng mấy tên kia vào bộ chỉ huy. Thưa ngài nguyên lão đệ nhất, tôi đã bắt được đám cao cấp Hàn đang lẩn trốn. Đội trưởng găng ban, anh quả là chiến binh số 1 đại Nhật Bản, ta sẽ lập tức bẩm báo chiến công của anh lên ngài lãnh chúa vực sâu. Được cống hiến cho đất nước là vinh hạnh của tôi, còn chuyện tiến công thì thôi bỏ đi, đây đều là nhờ tài lãnh đạo của ngài nguyên lão đệ nhất. Anh không sao thật sự quá tốt rồi. Anh có biết người ta lo cho anh muốn chết không? Cảm ơn tiểu thư Yusiko đã quan tâm, cô là người ngài nguyên lão đệ nhất để ý. Tôi cứu cô hoàn toàn là để kẻ địch không được vui mừng. Người đâu, áp giải Bắc Trung Nam xuống. Người của ta tự mình canh giữ, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép đến gần. Một tiếng hô vang lên, hai tên lính Nhật thuộc đội ám sát bước vào, áp giải Bắc Trung Nam cùng những người khác xuống. Thưa ngài nguyên lão đệ nhất, tôi có một kế hoạch thung lũng u ám, không biết có khả thi hay không? Nói ta nghe, hiện tại chúng ta đã bắt được Bắc Trung Nam. Tôi dự định dùng hắn làm mồi nhử, dụ đám cao cấp Hàn quay về Trường An, sau đó bắt gọn một mẻ lưới. Cùng lúc đó, tôi sẽ phái toàn bộ đội ám sát đột nhập vào Trường An, gây náo loạn trên diện rộng. Đến lúc đó, hãy phối hợp với ta từ trong đánh ra, chúng ta sẽ chiếm lấy thành Trường An. Kế hoạch này quả là chu toàn. Đội trưởng găng ban, anh vất vả rồi. Chỉ cần chiếm được Trường An, ta sẽ lập tức tiến cử anh làm người đứng thứ hai Đại Ao Quốc. Đa tạ sự đề bạt của Đại Nguyên Lão, nhưng mà chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Vậy nên, xin ngài cho phép tiểu thư Kagoshimi Yusiko hành động cùng tôi, để bộ phận tình báo của cô ấy phối hợp với tôi hoàn thành kế hoạch này, cũng coi như có công lao của tiểu thư Kagoshimi Yusiko. Không thành vấn đề, Yusiko, từ hôm nay trở đi, cô phải hợp tác thật tốt với găng ban đội trưởng. Kagoshimi Yusiko lập tức đồng ý. Đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, ánh mắt đưa tình. Ngươi đúng là đồ tình báo dởm đời. Tốt hơn hết là mình phải nắm thắt được cô ta. Phong trường hợp để lộ thông tin thì kế hoạch của mình sẽ đổ sông đổ bể mất. Vậy thì tôi đi chuẩn bị đây. Tôi quay người rời khỏi sở chỉ huy. Kagoshimi Yusiko vừa định đi theo, đã bị đại nguyên lão găng ban gọi giật lại. Yusiko, cô ở lại đã. Đại nguyên lão, ngài còn chuyện gì muốn nói sao? Yusiko, cô phải hiểu cho rõ, hiện giờ toàn bộ quyền lực của đất nước mặt trời mọc đều nằm trong tay ta. Cho dù găng ban đội trưởng có tài giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi. Găng ban đội trưởng muốn cô phối hợp với hắn, thì cô cứ ở bên cạnh hắn, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Nếu hắn dám có ý đồ phản nghịch, hãy lập tức báo cho ta. Yusiko hiểu rồi ạ. Sáng sớm hôm sau, tôi liền triệu tập tinh anh của đội ám sát, tập trung tại đại sảnh. Này các chiến binh dũng mãnh của ta, đã đến lúc các người xả thân vì đế quốc, đã đến lúc các người lập công danh. 10 phút nữa, chúng ta sẽ đột nhập vào thành Trường An, khu vực biên giới Đại Càn. Đây là một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ông thành Trường An, rất kín đáo. Sau khi chia nhau lẻn vào biên giới Hoa Hạ, mọi người hãy tập kết tại đây, chờ lệnh tiếp theo của ta. Nhưng mà găng ban đội trưởng, găng ban đầu Wei-san đã chia nhau lẻn vào biên giới Trường An rồi, tại sao còn phải tập hợp lại? Như vậy chẳng phải là tăng khả năng bị lộ sao? Yusiko tiểu thư, câu hỏi này phải để ta hỏi cô mới đúng. Hỏi tôi là sao? Tình hình trên chiến trường biến hóa khôn lường, đại chiến sắp xảy ra, các quan chức cấp cao của thành Trường An đều đang liên tục di chuyển vị trí. Vậy mà đến giờ này rồi,
Bộ phận tình báo của các cô vẫn chưa xác định được vị trí của bọn họ. Ta để cho đội viên tập kết ở biên giới của thực có chút mạo hiểm, nhưng đó là để đợi bộ phận tình báo của các cô cung cấp thông tin trước tiên. Trước khi có được thêm thông tin về vị trí của các quan chức cấp cao, đội ám sát của ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Kawashima Yusiko im lặng không nói gì, bởi vì hai ngày nay, bộ phận tình báo của cô ta của thực đã mất dấu của tôi. Các chiến binh dũng mãnh của đất nước mặt trời mọc nghe lệnh ta. Các thành viên đội ám sát lập tức biến mất khỏi đại sảnh, lẻn vào biên giới. Tôi bước ra khỏi sở chỉ huy của đất nước mặt trời mọc, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, bước vào một căn nhà nhỏ vắng vẻ, quan sát xung quanh, xác định không có ai theo dõi, lấy chiếc điện thoại bí mật ra, gọi cho Giang Sơn. Không có tín hiệu cũng đúng, cho dù là điện thoại mật mã của quân đội cũng chỉ có thể gọi được trong nội thành Trường An. Xét cho cùng thì các và trạm phát sóng của quân đội chưa lắp đặt đến lãnh thổ Hàn. Tôi lấy giấy bút ra viết một bức thư, từ trong bóng của quỷ ảo thò ra một cái đầu đen thui. Tiểu hắc tử, nhanh chóng đưa bức thư này đến tay Giang Sơn, hiểu chưa? Quỷ ảo nhận lấy bức thư, đi ra khỏi nhà. Quỷ ảo cửa ở bên đó. Sao tôi lại cảm thấy tiểu hắc tử không đáng tin cậy lắm nhỉ? Thôi, tìm Bạch Linh đưa thêm một bức thư nữa, chắc ăn hơn. Ngay sau đó, trong lòng tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Kawashima Yusiko đến văn phòng của đệ nhất nguyên lão. Đại nguyên lão các hạ, ngài không phải bảo tôi giám sát Kangbandoe sao? Vừa rồi, hắn ta đã ra lệnh cho 300 thành viên đội ám sát xuất phát rồi. Có gì đáng ngờ không? Tạm thời chưa phát hiện ra, xem ra bên ta cũng nên bắt tay vào chuẩn bị rồi. Đại nguyên lão các hạ, tôi có việc muốn báo cáo. Là Gangban đội trưởng, làm sao bây giờ? Nếu để hắn ta phát hiện ra tôi mật báo với ngài, cô trốn trước đi. Mời vào, Gangban đội trưởng.